chào bạn nhé. Đây bây giờ tôi đóng gói cho bạn đây. Tiện thể hướng dẫn cho bạn về cách trồng luôn. Cây về với bạn thì bạn phải hết sức để ý cái mầm này nhá. Trong khi bạn rút ra ấy, đây là cái mầm nó rất là nhỏ này. Và đây cái mầm này tôi cho là rất quan trọng nhá. Nói chung là cây sộp này thì là nó rất là dễ sống. Đấy, nhưng mà mình phải biết nhá. Bởi vì cây nó mọc tự nhiên ấy thì nó có đất là nó sống thôi. Nhưng mà trồng trong chậu ấy thì bộ rễ nó không có thể nào khỏe được như cây trong tự nhiên được. Thì mình phải biết. Đấy, đây là theo quan điểm của tôi nhá. Còn không biết là bạn có kinh nghiệm chưa thì tôi không biết. Cứ bán cây là tôi phải làm clip cho khách đàng hoàng để hướng dẫn khách, cũng như là tôi còn hụt bảo quá. Thế như bạn thấy không, lớp bên dưới nhá là cát nhá, cát đen đấy, cát đen cát vàng cũng được, cát vàng cũng được luôn. Để được khoảng 1-2 cm cát ở bên dưới thôi, để cho nó giữ ẩm và nó luôn luôn nó bốc cái hơi ẩm từ dưới lên. Đấy, thế còn lớp bên trên các bạn ạ, lớp bên trên với cả lớp giữa ấy là 50% xỉ than cộng với cả 50% sơ dừa nhá. Đấy thì sơ dừa là phải loại sơ dừa đã qua xử lý bạn nhé. Đấy, thế còn bây giờ đóng cho bạn ấy là tôi sẽ dùng 100% sơ dừa. Đấy, tôi về với bạn nữa là sẽ vào chậu của bạn ấy là bạn sẽ để khoảng 1.5-2 cm cát bên dưới. Xong rồi bạn phủ sơ dừa cộng với cả xỉ than chùm lên trên. Đấy, tóm lại là mình nói gọn lại nhá, tức là lớp chất trồng của nó ấy là bên dưới là cát. Đấy, 1.5-2 cm ở bên dưới là cát, còn bên lớp giữa với cả lớp trên là sơ dừa xỉ than. Chỗ này là nó có bị thối hay không đây, tôi phải kiểm tra, xong rồi tôi sẽ xử lý luôn cho bạn. Cái đầu rễ này. Đấy, cắt đi là xong rồi. Rễ non rất nhiều nhá. Rễ rất là khỏe nhá. Đây. Về bạn thì bạn đừng có gỡ cái này ra nhá. Các cái này là các cái gọi là lông húp của rễ, là nó dính chặt vào các cái cục xỉ than này để mình giữ nguyên nhá. Đấy, để cho như thế nó hút nước rồi. Ok rồi đấy. Để bảo đảm cho cái việc vận chuyển nó được êm ả thì ở đây là tôi sử dụng 100% sơ dừa. Đấy,
Thế còn về với bạn thì bạn làm đúng như tôi nói ấy, thì là bảo đảm luôn là cây sẽ khỏe. Cái cây mà người ta nhổ ngoài bờ tường ấy, gọi là cây bờ rào bờ tường ấy, là có mỗi cái gốc không mà nó về dâm nó còn sống mà. Đấy, cho nên là đầu rễ như thế này thì yên tâm 100% nhé, không có phải lo lắng gì cả. Đi xa là không sao hết luôn. Trời đang mưa cho nên tôi quay ở một cái vị trí nó hơi tối. Bạn cố gắng bạn cho ánh sáng lên cao bạn xem nhé.
yên tâm rồi, không có phải lo lắng gì cả nhá. Mưa mới đau chứ. Chiều đứng chứ tôi không để nằm đứng chót đâu nhá. Và bảo đảm nha, là về đến mạng là cây vẫn tươi nguyên. Đây, đây là bạn này. Tôi đã nhìn thấy rõ không? Đấy. Tức là tôi sẽ buộc cái dây cao su này để cho nếu mà trong quá trình vận chuyển ấy là người ta không biết cái kiện hàng của mình đứng hay nằm mà, thì là họ có thể lật úp ấy là nó cũng không sao bạn ạ. Bạn yên tâm nhé. Này bên mình làm cái này là kinh nghiệm lắm. Cái này là bắt buộc phải buộc bằng cao su bạn nhé, bởi vì nó bắt buộc bằng dây ni lông thì ví dụ như là cái chậu xốp bên đó nó trong quá trình vận chuyển nó bị bung lên xong rồi nó không trở lại vị trí cũ được.
bảo đảm luôn là xong rồi. Tí nữa tôi dán băng keo là xong. Đấy. Rồi chào bạn nhé, bạn cứ yên tâm nhận cây và làm đúng như hướng dẫn của tôi nhé. Đây là khi mà đến bạn ấy, bạn cắt dây cao su, cắt dây cao su ở đây. Đấy. Bạn lấy con dao độc dạch như này, bạn dạch ở đây. Rồi bạn dạch xong rồi bạn rút dây cao su ra, rút dây cao su ra xong bắt đầu bạn mở cái nắp này ra. Đấy, và bạn rút cây ra là ra thôi.